Dạ vâng, cửa hàng Nông Cơ Hy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Búc Sâu, huyện Đức Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một máy cưa xích hút mana các bác nhé. Đó, một con cưa xích hút mana. Máy móc thì còn rin nguyên bản các bác nhé. Con này thì đời thì em nó thì không còn cao nhưng mà thật sự là nồi đồng cối đá. Nó con này thì xài cực kỳ bền các bác nhá. Máy cưa xích hút mana. Con này thì công suất của nó là 40cc các bác nhá. 40cc phù hợp cho các bác nào về cắt gia đình cũng như là khai thác. Con này khai thác là ok la rồi các bác nhá. Đó, làm xích này thì ri nguyên bản của nó các bác này. Đó, máy móc thì con này tình trạng thì đúng là thuộc dạng là nồi đồng cối đá đấy. Xài các bác nào xài dòng này thì có lẽ sẽ biết. Quá là bền và chuẩn chỉ luôn. Mà hãng này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Như các bác ở ngoài Bắc thì có lẽ là hay xài dòng này nhiều, thì không còn xa lạ gì nữa. Và hiện tại thì em sẽ báo giá luôn con này các bác nhé. Con này thì em bán giá là 2.500.000. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt em này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em. Đó, em cũng xài Zalo số đó luôn. Các bạn cứ kết bạn Zalo cho em, rồi em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhé. Đó, con này thì thắng xích thắng xiếc thì đầy đủ của nó luôn này, đảm bảo luôn đấy. Đó, thắng xích còn quá là ok này. Chưa có dòng máy nào mà xài thắng xích mà hẳn bằng sắt luôn đúng không ạ? Chỉ có dòng này thôi. Tất cả này chụp giật chụp nhiếp bằng kim loại cả các bác nhé. Nên là các bác nào mà muốn bền bỉ xài thời gian lâu dài thì không thể nào mà xa được dòng này. Quá là bền bỉ luôn đấy. Con này này kim loại, nó bằng kim loại luôn các bác nhá. Đó, máy móc thì quá ok. Và máy giá thì lại cực kỳ quá rẻ. Giá chỉ 2.500.000 mà được con máy nòng 40cc là hãng thì quá là tuyệt vời. Hãng này thì không còn phải bàn cãi nhiều nữa rồi. Đó. Và hiện tại thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này cũng như là cho các bác trải nghiệm tiếng động cơ của em nó sẽ như thế nào các bác nhé. Rồi thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua. Chưa có ráp ráp thì hơi bị căng xích nên là tí nữa em sẽ chỉnh lại. Nổ là quá ok nhá. Còn tính động cơ của em nó thì cực kỳ khỏe và mạnh rồi. Đó. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Rồi em chào các bác nhé.